Vâng, xin cảm ơn quý vị. Phiến Đan xin nhắc lại là hôm nay cái buổi nói chuyện của Phiến Đan với tiến sĩ Alex Thái Võ. Và thưa quý vị, tiến sĩ Alex Thái Võ đến từ Đại học Cornell. Và bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi đang nói chuyện về cái dự án và cái công việc của Alex Thái Võ. Tiến sĩ đã làm gì để mà đóng góp cho cái sự phát triển và gìn giữ lại, bảo tồn lại cái nền văn hóa truyền khẩu, về lịch sử truyền khẩu của Việt Nam. Cái điều thứ nhất đó là nghe qua cái lịch sử cuộc đời của Alex á, thì chính bản thân cô Phiến Đan cũng cảm nhận ra là mình phải học nhiều lắm để được giống như các em, là các em trưởng thành trong một cái môi trường rất là tốt đẹp. Nhưng mà đằng sau cái sự tốt đẹp đó, cái sự suy nghĩ của một thân phận của một gia đình HO, là một cái gia đình mà cộng sản nó đóng mặt kép mở kép là tù cải tạo, thì ngày hôm nay mình bước vào đây thì cái thân phận đó nó đeo mang như thế nào đối với Alex Thái Võ, để mà Thái vẫn muốn mở ra cái cánh cửa cho người ta hiểu rõ về chính mình, về cha ông mình và lịch sử của Tổ quốc mình. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của cô, và câu hỏi của cô rất là thú vị, rất là hay, và thực tế là nó là một cái câu hỏi mà cần phải nhiều thời gian trao đổi rất là nhiều, tại vì nó mang cái tính cách là cái sự phân biệt của những cái thế hệ Việt Nam, những cái cô chú bác đến đây ở những cái tuổi lớn, khác với những cái thế hệ lớn lên giống như cháu, có nghĩa là sinh ở Việt Nam và lớn lên ở Hoa Kỳ nó như thế nào, cộng chung với những cái thế hệ mà sinh ở Hoa Kỳ như thế nào, thì giữa những cái thế hệ này, theo cháu đó, nó có những cái khoảng cách mà không có thấu hiểu nhau, thì từ đó nó sinh ra những cái hiểu lầm là những người lớn thì trách những em, thì tại sao không quan tâm đến vấn đề lịch sử văn hóa và Việt Nam nói chung, và các bạn trẻ thì lại đặt những câu hỏi đối với ông bà mình là tại sao thì ông bà không hiểu về mình, không giải thích cho mình biết cái nguồn gốc của mình như thế nào. Thì thưa cô, thì cháu thì được cái may, tại sao đi về cái hướng này, thì sang Hoa Kỳ thì cháu lớn lên ở trong một cái gia đình có tới 8 anh em, cháu là út. Thì khi mà sang Hoa Kỳ thì cháu ở cái tuổi 8-9 tuổi, tuổi đó thì còn rất là trẻ, cho nên chưa có nghĩ tới cái việc là phải làm cái gì, phải ra tiền để mình nuôi ai hay là trả tiền nhà, payment. Nhưng mà ngược lại thì các anh thì không có cái may mắn đó, họ qua đây ở cái tuổi 18, 19, 20, 21 cho đến 25, thì họ phải bắt buộc suy nghĩ về những cái gì mà nó thực tế nhất. Thì họ phải đi những cái ngành nghề làm sao củng cố cái mặt về tài chính trước hết, để mà lo cho gia đình, là có nghĩa là lo cho cháu, bản thân cháu đó. Thì giữa đó mình cũng đã thấy là nó có cái sự khác biệt, mà cái khác biệt đó không có phải là để một cái ranh giới để mà mình chia ra là tại sao người này lo hơn mà người kia, nhưng mà để thông cảm và hiểu nhau tại sao những cái người đi trước lớn tuổi hơn thì họ cần phải lo những cái vấn đề thực tế hơn, quần áo mặc. Còn như cháu đó thì lớn lên nhỏ thì mơ mộng, hoặc là lớn lên thì lúc đầu thì mơ muốn đi theo học luật, học triết, những cái ngành nó rồi sang thì lại cuối cùng thì chọn cái ngành sử. Thì ai cũng biết, hôm ra mắt thì có người cũng đã nói cái ngành sử này làm không ra tiền, và thứ nhất là thực tế là ra một cái tiến sĩ, nhưng mà một năm á, cái vị trí mướn tiến sĩ vào trong các trường đại học đó thì trung bình một năm là có mấy trăm tiến sĩ để mà cạnh tranh cho một, hoặc là nhiều nhất là hai vị trí trong cả nước Hoa Kỳ này, nói riêng và có thể cả thế giới nói chung. Thì cái sự cạnh tranh và cái sự giới hạn đó nó rất là khiếm. Nhưng mà vẫn nhiều ta đi vào cái ngành này họ vẫn biết cái điều đó, nhưng mà họ lựa chọn đi vào, bản thân cháu cũng biết cái điều đó, nhưng mà lựa chọn là tại vì cháu có thể gói gọn nó trở thành là hai cái yếu tố. Một là sự đam mê, hai là cái trách nhiệm, mà trước hết là nó bắt đầu bằng cái trách nhiệm. Trách nhiệm là tại vì cháu trải qua một số cái kinh nghiệm khi mà học ở nhà trường Hoa Kỳ, khi thấy những cái bài học về lịch sử, đặc biệt là lịch sử của cuộc chiến và hậu cuộc chiến, có nghĩa là những cái gì xảy ra sau cuộc chiến, theo cái cách người Mỹ, đặc biệt các giáo sư ở các nhà trường Mỹ dạy từ trung học cho đến đại học, nó có mang một cái tính gì nó hơi thiên lệch một chút, nó không công bằng khi họ nói về ông cha, khi họ nói về Việt Nam Cộng Hòa, hay họ nói về cả cuộc chiến.
Thì chính vì vậy thì nó đặt cho mình một cái là ôi, vậy thì có cái cách nào mình tìm hiểu lịch sử cho nó rõ hơn không, thêm cho nó quân bình lại không? Đó thì cháu lại đó là cháu đặt cho mình là bây giờ mình qua, mình nhỏ, mình lớn lên ở ở nước Hoa Kỳ, mình có cái may mắn hơn anh chị mình hay là các cô bác, thì bây giờ đó là thuộc về cái trách nhiệm của mình để đi tìm hiểu và làm rõ hơn một số vấn đề, chứ không phải là hết tất cả được. Thì từ cái trách nhiệm đó thì mình chọn cái ngành nghề của mình, tức là cái ngành sử. Và khi mà chọn cái ngành sử thì cũng ai cũng biết rồi, nó nhiều khê, nó khó. Có nghĩa là đôi khi thì cháu nói cái này nhiều nhiều không có tin, là đi theo cái ngành mà tiến sĩ ngữ thì nó khác nhiều ngành, đó là không phải là ngành sử, ngành xã hội học đó, thì hầu như là không biết ban đêm là cái gì. Đa số những cái người mà đi học cái ngành này đó, thì nếu mà mình hỏi họ đó, họ đều thức tới 2-3 giờ sáng, 3-4 giờ sáng. Và sáng sớm là 6-7 giờ là phải dậy để mà lo những cái việc khác. Cuối tuần không có biết cái cuối tuần là cái gì, không có biết cái ngày mà ngồi bật tivi ra để mà xem thể thao hay là thêm những cái chương trình cuối tuần. Cho nên hầu như nhà cháu có cái tivi nhưng mà không có bao giờ mở, điển hình như vậy. Thì mình phải bỏ những cái đó. Thì tại sao mình phải bỏ những cái đó qua một bên? Là tại vì mình đi theo đuổi một cái gọi là, cháu gọi là cái sự đam mê. Để mà thành công ở trong cái ngành này mà có cái tiếng nói nó mạnh, làm được những cái nghiên cứu mà nó ảnh hưởng, nó có cái tầm ảnh hưởng và nó thì nó đòi hỏi cái người đó phải, cháu không có dám gọi là hy sinh, nhưng mà bỏ một số thời gian riêng, những cái sở thích của mình riêng ra để mà nghiên cứu và vùi cái đầu mình vào, để từ đó thì mới đưa ra những cái công trình lịch sử mà nó có cái giá trị nhất định. Thì từ đó thì nó đòi hỏi cái đam mê rất là nhiều. Okay. Thưa quý vị nghe tiến sĩ Alex Thái Võ nói là tại sao cậu hướng tới cái công việc này mà không chọn những ngành nghề khác. Thế nhưng bây giờ đó, khi mà chúng ta chọn về cái môn lịch sử, thì có thể nói chúng ta tại sao không chọn những cái môn lịch sử khác để có thể gây chú ý nhiều hơn, mà lại chọn nghiên cứu là cái môn lịch sử về Đông Nam Á và Việt Nam. Đây là một cái môn phải nói là nó rất cực kỳ khó, là bởi vì khi mà nói tình hình chính trị Đông Nam Á và Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ kết hợp từ Trung Quốc, rồi những cái vấn đề của Trung Quốc, những vấn đề của Nhật Bản, vấn đề Đông Dương, và đi tới là những cái nguyên nhân tại sao phát sinh cái chủ nghĩa cộng sản tại Đông Nam Á, và tại sao từ khi có cái đảng cộng sản rồi thì tại sao Đông Nam Á lại có những cái vấn đề mà chúng ta nói là chính trị quốc tế xen lẫn vào, để ngày hôm nay cả triệu người lưu vong và khắp nơi trên thế giới chỉ còn có một Trung Hoa mà Việt Nam vẫn đeo với Trung Hoa. Có những cái vấn đề đó chắc chỉ có cái người mà nghiên cứu về cái vấn đề nhức đầu này mới có thể trả lời được. Vậy tại sao Alex lại chọn cái môn này, cái môn lịch sử Đông Nam Á và Việt Nam, mà không chọn lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử thế giới, nó dễ hơn, mà tại sao lại chọn cái môn này? Dạ vâng, thì trước hết là nó là cái câu chuyện mà cá nhân, cái câu chuyện Việt Nam, lịch sử Việt Nam, lịch sử cận đại Việt Nam, nhất là lịch sử cuộc chiến Việt Nam, thì nó ảnh hưởng mình cá nhân. Không có nghĩa là người Việt nào cũng đi cái ngành đó, nhiều người Việt đi học về lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử châu Âu, lịch sử những nước khác, nhưng mà cháu thì cháu chọn đó tại vì nó bị ảnh hưởng bởi cái cá nhân của gia đình trước hết, và cái trách nhiệm của mình giống như hồi nãy cháu nói. Và thứ nhì nữa thì từ cái mà mình chọn một cái nước ở trong cái ngành sử học đó, thì mình chọn một cái nước, một cái điểm nào chính, thì từ đó mình phải mở rộng nó ra thêm một chút, có nghĩa là mình phải học cái lịch sử Việt Nam trong cái bối cảnh của Đông Nam Á, mà học cái lịch sử của Đông Nam Á trong cái bối cảnh của Á Châu, có nghĩa thì từ đó thì mình chọn một số nước mà mình chọn một số nước với một số chủ đề, thì giống như những cái nước mà cháu chọn để nghiên cứu là Trung Quốc và Việt Nam và Hoa Kỳ, tại vì cháu chọn nó nằm ở trong cái bối cảnh của cái cuộc chiến Việt Nam, thì ba cái nước này nó có cái mối quan hệ như thế nào, Trung Quốc với Bắc Việt và Hoa Kỳ với Việt Nam Cộng Hòa, thì từ đó thì cái chú trọng lịch sử của cháu là vào ba cái nước đó để xem cái mối quan hệ và cái tầm ảnh hưởng của nó đối với cái cuộc chiến như thế nào, thưa cô. Vậy sau khi mà tiến sĩ Alex chọn cái môn học này, thì cái điều đặc biệt để mà tiến sĩ nhận thấy rằng là cần phải đi và cần phải phát triển mạnh mẽ để mà chọn ra một cái chương trình nghiên cứu và làm đó, đó là một cái chương trình gọi là lịch sử truyền khẩu, lịch sử văn hóa truyền khẩu của Việt Nam, đúng không? Dạ đúng cơ. Vậy thì cái điểm đặc biệt nó là cái gì? Thì thưa quý vị, cái câu hỏi này Phi Lan sẽ nhờ
Tiến sĩ Alex trả lời sau phần giới thiệu các cơ sở thương mại bảo trợ cho Đài. Cảm ơn quý vị.